Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chí Linh. Và Khải chúc quý vị có được buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên người thân của mình. Trong video ngày hôm nay thì Khải xin phép được chia sẻ đến quý vị một cái bộ huyệt vị trong Đông y với rất là nhiều cái công dụng khác nhau. Cái bộ huyệt vị này sẽ giúp quý vị á, thứ nhất là cải thiện được những cơn đau ở vùng cổ gáy. Thứ hai á, là cải thiện được những cơn đau ở vùng cái khớp vai. Chúc quý vị cải thiện được tình trạng viêm khớp vai, sưng viêm đau khớp vai. Thứ ba thì nó sẽ giúp quý vị hỗ trợ điều trị cái tình trạng là bị liệt cái cánh tay do di chứng của tai biến mạch máu não. Và cái bộ huyệt vị này cũng sẽ trị được cái chứng là bị lạnh tay, tê tay, sưng phù cánh tay và cái tình trạng là thiếu sữa ở phụ nữ trong thời kỳ cho con bú đó. Vì vậy cái bộ huyệt vị này rất là rộng, cái công dụng rất là rộng. Thì để mà chia sẻ rõ hơn thì Khải sẽ chia sẻ ở phần sau. Bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ không nói dài dòng. Khải xin với quý vị chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Và cái huyệt vị đầu tiên rất là quan trọng để giúp cho quý vị chữa trị được cái chứng sưng viêm đau khớp vai và đau cứng cổ, nó có tên là huyệt vị kiên tĩnh. Cái tên huyệt vị thì Khải sẽ để dưới phần dưới cái màn hình của video nha, quý vị có thể xem, và cần thiết thì chúng ta có thể mang giấy bút ra chúng ta ghi lại để mà chúng ta khi nào cần chúng ta lật ra chúng ta xem để nhanh hơn. Huyệt vị kiên tĩnh, đây là huyệt vị của đảm kinh, huyệt vị của đảm kinh. Và cái vị trí ấy, thì nó sẽ nằm ở trên cái cầu vai của chúng ta. Đây quý vị này, nằm ngay đây này. Đó, ngay cái đầu ngón tay trỏ hay chỉ ấy. Thì mấy hôm trước Khải có từng chia sẻ với quý vị về cái huyệt vị khuyết bồn. Nó nằm ở ngay dưới cái đầu xương đòn này này. Đây là huyệt vị khuyết bồn này. Thì huyệt vị kiên tĩnh ấy, nó sẽ nằm trên huyệt vị khuyết bồn. Thì chúng ta chỉ cần dùng ngón tay trỏ này, chúng ta lần lần theo lên phía trên này đó, từ huyệt vị huyết bầu chúng ta lần lên phía trên cái cầu vai này, thì đó chính là huyệt vị kiên tĩnh. Và bên trái này cũng sẽ có một huyệt vị đây, từ cái hố nằm phía trên cái xương đòn á, đó chính là vị trí huyệt vị huyết bầu chúng ta lần lên phía trên. Thì ngay ngón tay trỏ hay chỉ này, đây chính là vị trí huyệt vị kiên tĩnh đây. Và như Khải nói, trong Đông y thì cái huyệt vị này sẽ giúp quý vị trị được cái chứng sưng viêm đau khớp vai, đau cứng cổ và đau cánh tay, và nó còn xem như là một cái điểm đau của những cái bệnh lý ở cái tuyến vú, đặc biệt là những người phụ nữ nha, đặc biệt là những người phụ nữ khi mà chúng ta ấn vào cái huyệt vị kiên tĩnh này mà chúng ta cảm thấy nó đau bất thường á, thì có khả năng nha quý vị, có khả năng là quý vị sắp hoặc là đang có những cái vấn đề ở cái tuyến vú của chúng ta, cần đi thăm khám bác sĩ để biết được có gặp phải những cái bệnh lý đó hay không. Đó chính là cái điểm báo bệnh của những bệnh lý về tuyến vú. Và cái cách mà chúng ta tác động vào huyệt vị kiên tĩnh này có rất là nhiều cách khác nhau. Cách đơn giản nhất ấy, là quý vị sẽ dùng chính những cái ngón tay của chúng ta đây và chúng ta đặt trên cầu vai này. Cái ví dụ khi mà chúng ta tác động vào huyệt vị kiên tĩnh ở trên cái vai vai trái thì chúng ta sẽ dùng những ngón tay của bàn tay phải chúng ta đặt chéo qua như vậy này, và chúng ta hơi cong lại và chúng ta ấn xuống đó, chúng ta ấn theo từng nhịp, ấn vào thả ra, ấn vào thả ra, ấn vào thả ra, hoặc là chúng ta sẽ ấn vào và dây theo cái chiều vòng tròn, dây theo chiều vòng tròn. Nếu như mà quý vị có những cái loại dầu nóng, dầu sao bốt, chúng ta có thể bôi một ít vào đây và chúng ta trị liệu để mang lại hiệu quả cao hơn. Và tất nhiên quý vị có thể cởi cái áo ra để chúng ta tiếp xúc trực tiếp cái da của bàn tay với lại cái huyệt vị kiên tĩnh để mang lại cái hiệu quả trị liệu cao hơn. Đó, đây là cái thứ nhất, quý vị tác động như vậy khoảng 2 đến 3 phút là chúng ta chuyển sang tác động huyệt vị kiên tĩnh trên cái vai phải. Nha quý vị, dùng tay trái tác động tương tự như vậy, dây ấn vào huyệt vị kiên tĩnh ở trên cái vai phải của chúng ta.
Đó chính là cái cách đầu tiên. Cách thứ hai là quý vị sẽ dùng cái dụng cụ để mà hỗ trợ. Thì dụng cụ thì sẽ có nhiều cách khác nhau. Khải sẽ giới thiệu cho quý vị cái dụng cụ đầu tiên, đó chính là cái búa. Cái búa đây quý vị, đây chính là cái búa lớn của viện chẩn, và đây chính là cái dụng cụ chính hãng của viện chẩn. Quý vị có thể dùng cái búa này để mà chúng ta gõ vào huyệt vị kiên tĩnh bằng cách là chúng ta gõ như vậy này. Đó, chúng ta gõ mỗi lần chúng ta gõ khoảng 30 cái là được. Và tương tự gõ sang bên trái chúng ta, gõ trên bên phải. Đối với cái dụng cụ này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chúng ta trị liệu cho chính bản thân của mình. Đây chính là cái cách là dùng dùng búa. Cách thứ hai á, là quý vị sẽ dùng á, cái là cái lăng cầu gai. Thì ở đây Khải có cái lăng cầu gai đôi lớn của viện chẩn này. Thì quý vị cũng có thể dùng cái lăng cầu gai này để mà chúng ta lăn vào trên cái cầu vai, lăn vào như vậy. Đó, chúng ta lăn tới lăn lui như vậy. Chúng ta lăn khoảng 2 đến 3 phút là được. Thì khi mà dùng cái lăn cầu gai này, quý vị cần phải cởi cái áo ra để mà chúng ta trị liệu nó hiệu quả hơn. Hoặc là chúng ta mặc cái áo thun mỏng để mà chúng ta trị liệu nó mang lại hiệu quả cao nhất. Và chúng ta lăn như vậy khoảng 2 phút, 2 đến 3 phút là được. Và quý vị cũng có thể bôi một lớp dầu nóng vào. Bôi một lớp dầu nóng, dầu cao hổ cốt hoặc là tất cả những loại dầu massage. Và chúng ta bôi vào và chúng ta lăn như vậy thì nó sẽ giảm đau vai, đau cổ gáy rất là hiệu quả. Đặc biệt đây cũng là một cái dụng cụ mà Khải thấy vừa dễ sử dụng này mà mang lại hiệu quả rất là cao, cũng như á, là khi mà chúng ta trị liệu á, nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là dễ chịu và thoải mái. Thì quý vị cũng có thể dùng cái này để mà chúng ta tự trị liệu cho chính bản thân của mình bằng cách là chúng ta lăn như vậy. Lăn như vậy, quý vị chú ý khi mà chúng ta lăn á, chúng ta cần phải ép một cái lực xuống nha, ép một cái lực xuống, vừa ép vừa lăn để cho những cái đầu gai này này nó sẽ lăn lăn trên cái vùng da của chúng ta, và nó sẽ đả thông được cái huyệt vị kiên tĩnh cũng như là lưu thông khí huyết ở trên cái vùng vai. Thì chúng ta dùng cái này cũng sẽ rất là hiệu quả. Cái cách nữa là quý vị sẽ dùng ngải cứu để mà chúng ta cứu vào cái khu vực này, đặc biệt là cái vị trí huyệt vị kiên tĩnh. Thì ngải cứu quý vị có thể là mua ngải cứu này ở những cái quầy thuốc đông y mà gần gần khu vực quý vị sống á, người ta chắc có lẽ sẽ bán một gói như vậy. Hoặc là quý vị liên hệ trực tiếp với Khải nha, Khải có cung cấp cho quý vị. Thì quý vị dùng ngải cứu để mà chúng ta hơ nóng vào này, hơ nóng vào huyệt vị kiên tĩnh này cũng sẽ rất là hiệu quả. Hơ nóng vào đây, tất nhiên là quý vị cần phải cởi áo ra nha, để chúng ta hơ trực tiếp trên vùng da, chứ chúng ta không có mặc áo. Mặc áo thì lại không có hiệu quả, ngược lại nó dễ gây cháy áo và gây nguy hiểm cho bản thân. Thì để giải quyết được cái vấn đề này, quý vị có thể là dùng cái dụng cụ này. Đây chính là cái ống hơ ngải cứu. Thì cái ống hơ ngải cứu này á, rất là dễ sử dụng. Nó có hai cái thành phần, một cái ống và một cái sắt phía bên trong như vậy này. Thì thông thường chúng ta sẽ mua ngải cứu về và chúng ta rút cái tăm tre ra, quý vị này, rút tăm tre ra và chúng ta thay thế bằng cái sắt này. Chúng ta cắm vào như vậy nè, chúng ta cắm vào nửa điếu này, và chúng ta sẽ dùng cái bật lửa khò hoặc là cái bếp ga để chúng ta thắp đỏ lên. Khi mà nó đỏ rồi, chúng ta sẽ cắm vào cái ống hơ ngải cứu này, cắm vào đó, và chúng ta cắm đến nửa cái lỗ nhựa này là được. Đó quý vị này, cắm đến nửa lỗ nhựa này là được. Thì cái ống hơ ngải cứu này, cái bộ phận nhựa này, nó sẽ có cái vai trò là giúp cố định cái điếu ngải cứu với lại cái làn da chúng ta, cố định một khoảng cách, cho nên là nó sẽ không bao giờ chạm vào da gây bỏng da. Đặc biệt khi mà chúng ta dùng ngải cứu để mà trị liệu ở những vùng mà chúng ta không thể thấy được, không thể mà quan sát trực tiếp được, cũng như là không với tới, thì cái dụng cụ này rất là hiệu quả. Thì hãy ví dụ trong trường hợp cụ thể ngày hôm nay, chúng ta dùng ngải cứu để hơ nóng vào huyệt vị kiên tĩnh, thì chúng ta chỉ cần lắp đặt xong cái dụng cụ này và chúng ta sẽ đặt vào như vậy là xong. Đó, chúng ta đặt vào vị trí huyệt vị kiên tĩnh. Thông thường chúng ta đặt vào khoảng 10 giây là cái điếu ngải cứu này nó sẽ tỏa ra một cái nhiệt độ chúng ta sẽ không chịu được nữa, tức là cảm thấy nóng rát. Thế thì chúng ta sẽ nhắc ra và chúng ta lại hơ vào. Nóng không chịu được, chúng ta lại nhắc ra, hơ vào. Rất là đơn giản, cái dụng cụ này nó sẽ giúp chúng ta trị liệu rất là đơn giản và mang lại hiệu quả cao. Cứ như vậy chúng ta hơ khoảng 5 phút, hơ khoảng 5 đến 15 phút cho quý vị. Quý vị nào có thời gian chúng ta hơ nhiều hơn từ 10 đến 15 phút. Quý vị nào không có thời gian chúng ta hơ khoảng 5 phút là được. Hơ 5 phút huyệt vị kiên tĩnh bên trái, chúng ta chuyển sang
Hơn 5 phút quý vị kiên tĩnh bên phải. Và đối với cái cách là dùng ngải cứu thì quý vị cần phải để ý để như thế nào. Tại vì khi mà cái điếu ngải cứu này nó cháy á, thì trong khoảng 2 đến 3 phút nó sẽ sinh ra cái tàn. Và chúng ta cần phải gõ gõ cho cái tàn này nó rụng đi. Tại vì khi nó rụng đi thì lửa nó mới hiện ra trở lại và nó mới mới tác dụng cái nhiệt hiệu quả. Chứ nếu mà chúng ta không khỏi cái tàn á, thì cái tàn nó sẽ bao xung quanh. Nó sẽ bao xung quanh và nó sẽ ngăn cách cái nguồn nhiệt của chúng ta. Cũng như khi mà điếu ngải cứu này nó cháy nó sẽ tàn. Nó tàn dần, tức là nó sẽ ngắn dần xuống dưới này. Ngắn dần xuống dưới này. Mà quý vị không thì lúc nào quý vị cần phải đẩy cái sắt này vào. Đẩy lên. Đẩy lên. Để cho cái đốm lửa này nó luôn luôn ở trong cái trạng thái là nằm ở giữa cái ống nhựa. Chứ quý vị không để ý thì nó sẽ cháy, nó cuồn dần và nó sẽ cháy xuống dưới phía dưới này thì nó sẽ rất có khả năng là làm cháy cả cái ống nhựa này luôn nha. Cho nên là chúng ta cần phải để ý khoảng 3 đến 5 phút là chúng ta cần phải đẩy lên một lần để cho cái đốm lửa này nó luôn luôn trong cái trạng thái nằm ở giữa như vậy. Thì đó chính là những cái cách mà quý vị có thể là áp dụng để mà tác động vào huyệt vị kinh tĩnh này để trị liệu giảm đau cái vùng cổ gáy, giảm đau cái vùng vai, vùng khớp vai, vùng cánh tay, cũng như là phòng ngừa hoặc là điều trị những cái bệnh lý liên quan đến cái tuyến vú rất là hiệu quả nha quý vị. Và cái huyệt vị thứ hai á thì nó có tên là huyệt vị kiên ngung, thì cái huyệt vị này cũng sẽ có cái vai trò và công dụng tương tự như là huyệt vị kiên tĩnh. Huyệt vị kiên ngung á thì nó sẽ nằm ở phía ngoài này quý vị này, ở phía ngoài này, nằm ở cái đỉnh của cái chõng vai đây, ngay ngón tay trỏ khai chỉ này, đây chính là huyệt vị kiên ngung. Thì cái cách mà chúng ta tác động và chúng ta hơi nóng vào huyệt vị kiên ngung này cũng sẽ hoàn toàn tương tự như là cái cách mà chúng ta áp dụng cho huyệt vị kiên tĩnh. Chúng ta có thể dây ấn bằng tay hoặc là bằng dụng cụ thì quý vị có thể là dùng búa viền chẳng hoặc là dùng cái ống hơi ngải cứu này để mà chúng ta hơi nóng vào cái huyệt vị kiên ngung để giúp quý vị á, là cải thiện được những cơn đau ở vùng vai, cơn đau ở vùng cánh tay, hỗ trợ điều trị cho những người bị tai biến mạch máu não, bị liệt cánh tay và giúp khôi phục được cái những cái tình trạng như là bị sưng phù cánh tay, bị sưng phù đau tê nhức cánh tay nha. Và bây giờ Khải sẽ giới thiệu cho quý vị cách tác động vào huyệt vị thứ ba. Huyệt vị thứ ba này á, nó có tên là huyệt vị cực tuyền. Cái vị trí huyệt vị cực tuyền á, thì nằm sau bên trong cái hốc nách của chúng ta. Đây quý vị. Đó, đây chính là huyệt vị cực tuyền đây. Đặc biệt cái huyệt vị cực tuyền này á, đúng ra nó là huyệt vị của tâm kinh và chức năng chính là sẽ giúp cấp cứu tim, đặc biệt là cái trường hợp bị nhồi máu cơ tim thì nó sẽ cấp cứu bằng tim rất là hiệu quả. Đó, đây là cái công dụng chính của huyệt vị cực tuyền, cũng như là khi mà dây ấn thường xuyên mỗi ngày nó sẽ giúp điều dưỡng tim, điều hòa được nhịp tim. Đó là cái chức năng chính. Tuy nhiên, huyệt vị cực tuyền này á, do là nằm gần cái khớp vai và nằm gần cánh tay, cho nên á, là nó cũng sẽ có những cái công dụng là giúp quý vị chữa trị được cái chứng là sưng viêm đau khớp vai, hỗ trợ điều trị bệnh bại liệt cánh tay do di chứng của tai biến mạch máu não, cũng như á, là nó sẽ kích thích cái tuyến sữa. Cái này rất là hiệu quả cho những quý vị nào mà đang sắp sinh em bé, cũng như là trong quá trình cho em bé bú sữa, khi mà sữa nó ra ít quá, chúng ta có thể dây ấn và tác động vào huyệt vị cực tuyền này để kích thích cái tuyến sữa nó ra nhiều hơn nha quý vị. Và cách tác động thì cũng sẽ hoàn toàn tương tự như là những huyệt vị trước. Chúng ta cũng có thể là dây ấn nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta đối với cái cách mà cấp cứu tim á, là quý vị cần phải vỗ mạnh vào. Thì Khải cũng đã từng có một cái video hướng dẫn quý vị cấp cứu bệnh tim bằng cách là chúng ta tác động vào huyệt vị cực tuyền cũng như là huyệt vị trung xung. Thì còn cái cách mà muốn điều chỉnh nhịp tim thì dây ấn nhẹ nhàng vào, cũng như là cái cách mà giúp trị liệu những cái cơn đau ở vùng khớp vai, kích thích tuyến sữa, thì chúng ta cần phải trị liệu một cách nhẹ nhàng bằng cách là dây ấn nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta vỗ vào cũng được. Vỗ vào thì bằng cái búa này đây, vỗ vào huyệt vị cực tuyền, cứ vỗ như vậy khoảng 30 cái cho mỗi lần trị liệu là được. Hoặc là chúng ta sẽ dùng ngải cứu để mà chúng ta hơi nóng vào đây quý vị. Đó, cái cách dùng ngải cứu này thì quý vị cần phải cởi cái áo ra để chúng ta hơi nóng trực tiếp vào cái nách của chúng ta, cái hốc nách nơi có vị trí huyệt vị cực tuyền. Thì đó chính là cái cách mà trị liệu mang lại cái hiệu quả cao nhất. Thì đối với tất cả huyệt vị, quý vị cần tác động mỗi ngày là hai lần nha quý vị, và quý vị cần phải tác động đủ ba huyệt vị nha,
kiên tĩnh, kiên ngôn và cực tuyền. Một ngày là 2 lần, một lần buổi sáng và một lần buổi tối. Thì trong một thời gian sớm, trong một thời gian gần, quý vị sẽ cảm thấy cái tình trạng là đau cứng cổ vai gáy, đau khớp vai, sưng viêm đau khớp vai, đau nhức tê bì cánh tay, cũng như là cái tình trạng những cái bệnh lý ở tuyến vú sẽ được cải thiện, sẽ được thuyên giảm rất là nhanh. Và như vậy thì thông qua video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị một cái bộ huyệt vị cho Đông y, bao gồm ba huyệt vị, đó chính là kiên tĩnh, kiên ngung và cực tuyền, với rất là nhiều công dụng khác nhau. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ trong video vừa qua sẽ là một cái nguồn thông tin rất là hữu ích để giúp cho quý vị có thể chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà. Nếu như mà quý vị xem thứ hai thì quý vị hãy nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem. Tại vì biết đâu đó ở ngoài kia đang có rất là nhiều người cần cái phương pháp này. Và quý vị có những thắc mắc gì thì hãy để lại dưới phần bình luận của video nha. Cũng như là quý vị có nhu cầu mua những dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn như là những dụng cụ này hoặc là cái ống hơi ngày cứu này, thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp với Khải thông qua số điện thoại Khải để dưới màn hình để Khải cung cấp cho quý vị và đảm bảo là dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn và sẽ bảo hành lâu dài với quý vị. Và bây giờ thì Khải xin phép tạm dừng video tại đây. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào Khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.